Bích Tuyền và những chuyện khó kể cùng ai. Nhưng không chỉ có những cầu thủ như Thanh Thúy, mà còn có những ngôi sao khác như Nguyễn Thị Bích Tuyền, một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cô cũng là một trong những vận động viên bị đánh giá và phê phán nhiều nhất về cuộc sống riêng tư, dù chưa từng gây ra bất kỳ điều tiếng nào. Mỗi bước chuyển động của Nguyễn Thị Bích Tuyền đều thu hút sự quan tâm và sự chú ý đặc biệt từ công chúng và giới truyền thông. Từ khi gia nhập đội bóng trẻ Ninh Bình Doveco, trước đây là câu lạc bộ truyền hình Vĩnh Long, trở thành nữ cầu thủ bóng chuyền hưởng lương cao nhất nước vào năm 2021, cô đã trở thành tâm điểm của sự quan tâm và bàn luận. Mũi dùi dư luận không ngừng xoáy sâu vào cuộc sống riêng tư của cô, đặt ra những câu hỏi, đánh giá và phê phán không ngừng. Dư luận đặc biệt tập trung vào các quyết định cá nhân của Nguyễn Thị Bích Tuyền, đưa ra những suy đoán và giả thuyết về cuộc sống của cô mà không có bất kỳ căn cứ nào. Dù vậy, Nguyễn Thị Bích Tuyền vẫn giữ vững sự bình tĩnh và kiên định trong sự nghiệp của mình, không để những ý kiến tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất thi đấu của mình. Cô luôn chứng tỏ bản lĩnh và sự kiên nhẫn trong mọi trận đấu, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các tín đồ bóng chuyền trên khắp đất nước. Năm tháng hạnh phúc rời xa. Trong cuộc hành trình của mình, tài năng bóng chuyền của cô gái từ vùng quê Vĩnh Long ngày càng phát triển và vươn lên. Nhưng điều đáng nói, cùng với sự nổi tiếng là những áp lực và chỉ trích không hề nhẹ nhàng từ dư luận, dù Bích Tuyền chẳng bao giờ mắc phải bất kỳ sai lầm nào cả, không chỉ trên sân đấu mà còn trong cuộc sống ngoài kia. Bước vào thế giới bóng chuyền từ khi còn rất trẻ, ngay cả khi chưa từng được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia, Bích Tuyền đã tỏa sáng với câu lạc bộ truyền hình Vĩnh Long. Lúc đó, câu lạc bộ này chỉ được biết đến với sự trung bình về chất lượng, thậm chí còn phải liên tục lâm vào tình thế leo lên hoặc rớt hạng. Vẻ ngoài của Bích Tuyền không phải là loại hình mẫu miều của những cô gái miền Tây, mặn mòi và quyến rũ. Mặt mày cô luôn tỏ ra lạnh lùng, góc cạnh, không hề phản ánh điều gì ấm áp hay dễ gần. Nhưng khi bước lên sân, sức mạnh của cô được hiện thực hóa qua những cú đập bóng mạnh mẽ và sức bật khủng, khiến đối thủ phải e sợ. Sự xuất sắc của Bích Tuyền đã thu hút sự chú ý của huấn luyện viên Mark Barnard từ đội bóng chuyền nữ Đại học Oregon, một trong những đội hàng đầu tại giải bóng chuyền Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ, NCAA, năm 2017. Ông đã gửi thư đề nghị cấp học bổng sang Mỹ, mời cô tham gia thi đấu và học tập tại đây trong suốt 4 năm. Đó thực sự là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Bích Tuyền. Tiếc thay, Bích Tuyền và gia đình đã phải từ chối lời mời quý báu này. Một phần là do áp lực từ thành tích của đội bóng, nhưng cũng không kém phần từ sự thúc ép của một số quan chức lãnh đạo ngành thể thao tỉnh. Mặc dù bỏ lỡ cơ hội được rèn luyện và phát triển ở môi trường học tập và thể thao tiên tiến, nhưng Bích Tuyền không hề ân hận. Bởi vì sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của cô từ khi còn rất trẻ đã giúp cô tiến bộ và phát triển mỗi ngày. Không lâu sau đó, Bích Tuyền đã được gọi lên đội tuyển trẻ, điều mà cô luôn mong đợi và ước mơ. Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi và hy vọng, ước mơ của Bích Tuyền chỉ trở thành hiện thực tại SEA Games lần thứ 31, được tổ chức trên sân nhà vào tháng 5 năm 2022. Tại đây, cô cùng đồng đội đã giành được huy chương bạc sau khi để thua đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết. Nơi khởi nguồn sóng gió. Từ nhỏ đến lúc thi đấu cho câu lạc bộ truyền hình Vĩnh Long, Bích Tuyền luôn giữ mái tóc dài, nhưng khi chuyển đến đầu quân cho Ninh Bình Doveco, hiện là V-Bank Ninh Bình, cô quyết định thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài bằng cách cắt tóc ngắn và theo đuổi phong cách nam tính mạnh mẽ. Mặc dù đã thay đổi hình ảnh, nhưng điều này không làm thay đổi ấn tượng mạnh mẽ của cô trong lòng người hâm mộ, mà ngược lại, cô được nhìn nhận như một anh chàng đẹp trai. Mỗi năm, câu lạc bộ chủ quản vẫn tiếp tục cấp thẻ thi đấu cho Bích Tuyền trong đội nữ của Ninh Bình. Việc cô được triệu tập và tham gia thi đấu cho đội tuyển nữ quốc gia tại SEA Games lần thứ 31 được coi là điều bình thường, là sự tái xác nhận tư cách và phẩm chất của một cô gái quê Vĩnh Long, người nắm giữ vị trí chủ công mà nhiều đội bóng nữ trong khu vực đều phải ghen tị. Sự việc bắt đầu từ khi cây bút Trichachan Quirian Hoàng từ trang tin Liên đoàn bóng chuyền châu Á sử dụng thuật ngữ mang lai, tạm dịch, giống như đàn ông, để nói về màn trình diễn của Bích Tuyền trong đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31. Việc này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ, khiến nhà báo Thái Lan phải phát ngôn xin lỗi cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trên trang tin chính thức. Sự kỳ thị này không chỉ ảnh hưởng đến Bích Tuyền mà còn lan rộng ra đến vấn đề giới tính của cô, khiến cho cô cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Kể từ đó, cô thường xuyên từ chối những lời mời triệu tập lên đội tuyển quốc gia, bao gồm cả các giải đấu quan trọng như SEA Games 32, các giải AVC Challenge, AVC Championship, FIVB Challenger, FIVB Championship và nhiều giải đấu khác. Những lần bỏ lỡ này không chỉ làm mất đi cơ hội để thể hiện tài năng của mình mà còn là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Truy đuổi đến tận cùng. Hành động của đại diện truyền thông của Liên đoàn bóng chuyền châu Á không chỉ là sự kỳ thị giới tính đối với Bích Tuyền,
mà còn khiến người ta nhớ đến câu chuyện rắc rối của Manggang Apilia, một nữ cầu thủ từ đội tuyển Indonesia. Tại SEA Games 28, Manggang đã phải đối mặt với sự đòi hỏi kiểm tra giới tính từ huấn luyện viên của đội tuyển Philippines. Sự cố này đẩy nữ vận động viên Indonesia vào tình trạng suy sụp tinh thần. May mắn thay, ban tổ chức của Singapore, quốc gia chủ nhà đã quyết định từ chối đề nghị này sau khi tham khảo tài liệu kiểm tra sức khỏe từ cơ quan y tế của đại hội. Tranh cãi xoay quanh giới tính của Manggang đã kéo dài từ năm 2011. Kết quả giám định hormone của cô cho thấy mức độ hormone nam tăng cao lên đến 60. Tuy nhiên, sau những cuộc tranh luận gay gắt, Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia vẫn kết luận rằng Manggang 100% là nữ. Tuy nhiên, dư luận vẫn không ngừng tranh luận và đặt câu hỏi về vấn đề nhạy cảm này. Bích Tuyền không được ưu ái như Manggang Apilia, bởi sau SEA Games 31, cô phải đối mặt với sự kỳ thị về vấn đề giới tính một cách liên tục. Cô bị chính nhà tài trợ của giải vô địch quốc gia 2023, Cúp hóa chất Đức Giang yêu cầu phải tiến hành kiểm tra giới tính. Nếu không có sự can thiệp của báo chí và truyền thông, Bích Tuyền đã phải trở thành vật hy sinh cho một nhóm người chỉ quan tâm đến danh vọng mà không mảy may chạm tới cảm xúc con người. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu Bích Tuyền có lựa chọn được giới tính khi sinh ra không? Cha mẹ của cô có ảnh hưởng đến quá trình phát triển và trưởng thành của con gái không, khi mà nhiều người đòi hỏi phải đưa ra các phán đoán không tồn tại lẫn nhau? Cần phải nhớ rằng, chính Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã cấp thẻ cho Bích Tuyền để tham gia thi đấu ở các giải nữ, và căn cước công dân vẫn xác định cô là nữ giới. Những câu hỏi này không chỉ là về vấn đề giới tính, mà còn nêu lên sự cần thiết của việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền của mỗi cá nhân, bất kể giới tính hay bất kỳ đặc điểm nào khác. Sự tấn công không ngừng về vấn đề giới tính có thể được coi là điểm yếu nhất của những người vẫn đang tìm kiếm thân phận đích thực của mình. Bích Tuyền hiện đang tự hình thành một vỏ ốc bảo vệ bản thân, phải đối mặt với sự săm soi từ mọi phía về mọi hành động và hoạt động, và chỉ có thể chia sẻ nỗi đau của mình với vài người thân. Càng đau lòng hơn khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mới đây đã thông qua điều lệ giải vô địch quốc gia 2024, nơi đặt nặng tầm quan trọng của việc tham gia đội tuyển quốc gia, và nhấn mạnh rằng bất kỳ cầu thủ nào từ chối sẽ bị cấm thi đấu trong năm sau đó. Một cuộc truy đuổi không khoan nhượng, không cho phép những thân phận đặc biệt có bất kỳ con đường thoát nào cho sự nghiệp, cho cuộc sống của họ, một cựu lãnh đạo của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã lên tiếng. Ông ta không giấu được sự phẫn nộ trước hành động của những đồng nghiệp cùng mình. Mọi người đều nhận ra, nếu không có Bích Tuyền trong đội Ninh Bình Lê Băng, sẽ có những ai và đội bóng đó sẽ bị thiệt thòi. Bích Tuyền tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Mặc dù đã trải qua những thất bại và lỡ hẹn trong năm 2023, Nguyễn Thị Bích Tuyền vẫn tự tin giữ vững niềm tin của người hâm mộ và đội tuyển quốc gia. Sự kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ dường như không hề giảm đi, đặc biệt khi tên tuổi của cô vẫn nằm trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia. Trong danh sách triệu tập gửi đến các câu lạc bộ, LP Băng Ninh Bình nổi bật với sự hiện diện của ba vận động viên, trong đó có Nguyễn Thị Bích Tuyền. Mặc dù đã trải qua nhiều lần lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia, nhưng đội tuyển vẫn đánh giá cao trình độ của Bích Tuyền và tin tưởng vào khả năng của cô trong việc đại diện cho quê hương. Tuy nhiên, câu hỏi lớn bây giờ là liệu Bích Tuyền có thể đeo chiếc áo đỏ sao vàng và thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong năm 2023 hay không? Với những lần lỡ hẹn trước đó, sẽ có không ít áp lực đặt lên vai cô. Nhưng nếu xét về khía cạnh chuyên môn, không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng và đẳng cấp của Bích Tuyền. Phong độ ấn tượng của cô trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, với những thành tích như vô địch quốc gia 2023 và cúp Hoa Lư Bình Điền 2024, đã chứng minh rằng cô xứng đáng với suất đội tuyển quốc gia. Câu chuyện của Bích Tuyền không chỉ là về niềm tin vào bản thân mình mà còn là về sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ để vươn lên từ những thất bại. Nhưng liệu rằng cô sẽ đối mặt thêm một thử thách mới trong hành trình thi đấu của mình? Chúng ta hãy cùng chờ xem.